Tại Hà Nội, Vụ Thị trường trong nước phối hợp cùng Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương vừa tổ chức chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2023. Đây là một trong chuỗi các hoạt động thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ Công Thương tiếp tục bám sát chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các địa phương trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng đó, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025, với trọng tâm là tổ chức các hoạt động phát triển thị trường gắn với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam. Ngoài ra, Bộ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát cắt giảm các điều kiện kinh doanh, nâng cao ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong ngành nhằm truyền đến xã hội một cảm xúc tích cực về nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Tại lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2023, còn trưng bày giới thiệu, quảng bá các hàng hóa dịch vụ Việt Nam có thế mạnh, đạt chất lượng cao. Các hoạt động của chương trình đã truyền cảm ứng cổ vũ và kết nối hàng chục triệu người Việt Nam đến với hàng Việt, góp phần tạo ra dòng chảy mới, đầy xung lực trên thị trường hiện nay. Người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao chất lượng và uy tín thương hiệu hàng Việt Nam.